Chào mọi người đang theo dõi chương trình Có Thể Bạn Chưa Biết. Sau đây là chia sẻ thẻ xanh đầu tiên của bóng đá thế giới xuất hiện. Thưa quý vị, sau khi được chính thức áp dụng vào đầu năm nay, bóng đá thế giới cuối cùng cũng đã ghi nhận trường hợp cầu thủ nhận thẻ xanh đầu tiên tại CDB. Tháng 1 năm 2016, Liên đoàn bóng đá Italia thông báo các trọng tài sẽ sử dụng thẻ xanh lần đầu tiên ở Serie B nhằm thưởng cho các cầu thủ có hành động đẹp trên sân cỏ. Nếu thẻ vàng hay thẻ đỏ là để phạt, thì thẻ xanh lại là phần thưởng cho các cầu thủ chơi fair play. Trong trận đấu giữa hai câu lạc bộ Virtus Entella và Vicenza mới đây ở Serie B, trọng tài chính Marco Mainardi đã quyết định tặng cho tiền đạo Galano của đội bóng Vicenza một chiếc thẻ xanh. Đây là chiếc thẻ xanh đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới. Phút 53 của trận đấu, khi Vicenza được hưởng một quả phạt góc, tiền đạo Galano của đội bóng Vicenza đã tiến đến trọng tài chính và thanh minh không có cầu thủ nào của đội bóng Virtus Entella chạm vào bóng trước đó. Trọng tài Marco Mainardi khi nghe lời giải thích của Galano đã nhận ra sai lầm và để cầu thủ của đội bóng Virtus Entella phát bóng lên. Trọng tài này sau đó quyết định tặng Galano một chiếc thẻ xanh. Ý tưởng áp dụng thẻ xanh được ban tổ chức CDB và Hiệp hội Trọng tài Italia đề xuất nhằm tạo ra cuộc cách mạng về cách ứng xử cao đẹp trên sân cỏ. Nếu cầu thủ nào nhận được nhiều thẻ xanh nhất vào cuối mùa, họ sẽ được trao tặng một phần thưởng đặc biệt. Trong quá khứ, từng có một số hành động đẹp điển hình như năm 1997, tiền đạo Robin Fowler của Liverpool chủ động tiến đến thanh minh với trọng tài sau khi Liverpool được hưởng phạt đền rằng thủ thành David Seaman của Arsenal chưa hề phạm lỗi với anh. Không thuyết phục được trọng tài, Fowler chủ động sút nhẹ vào khung thành, nhưng đồng đội của anh tại Liverpool vẫn ghi được bàn sau đó. Thưa quý vị, vừa rồi là bài viết thẻ xanh đầu tiên của bóng đá thế giới xuất hiện. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và...